Lê Dương Bảo Lâm khiến Isaac gặp sự cố khi quay game show. Tham gia thử thách tại Hành Trình Rực Rỡ, Isaac vô tình bị chính đồng đội Lê Dương Bảo Lâm xé rách quần, kéo lê trên nền đất trước mặt mọi người khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Mở đầu hành trình khám phá thành phố biển Đà Nẵng là cuộc đại chiến tại Bà Nà Hill. Theo đó, Khả Như về với đội của ba chàng trai Lê Dương Bảo Lâm, Isaac, Nề Gáp đối đầu cùng đội Trường Giang, Thúy Ngân, Bích Phương và ST để hoàn thành nhiệm vụ. Lê Dương Bảo Lâm đã bất chấp mọi thủ đoạn, hóa hung thần Đồng Nai khiến ai cũng khiếp sợ, từ anh cả Trường Giang đến ST đều phải chạy mất dép. Trong khi đó, Isaac cùng người anh em ST có màn hội ngộ cảm lạnh, vật nhau không thương tiếc. Trong lúc hỗn loạn, Isaac bị đồng đội Lê Dương Bảo Lâm xé rách quần mặc dù đã khản giọng gào thét, lộn người rồi. Không chỉ có Isaac, Trường Giang cũng gặp phải tai nạn khi giao đấu cùng nam diễn viên sinh năm 1989. Ông xã Nhã Phương bị đàn em nhấc bổng cả người trong tiếng kêu la đầy bất lực. Hai cô gái Thúy Ngân, Bích Phương cũng không ngoại lệ. Thúy Ngân được nến liên hoàn cắn đến từ Lê Dương Bảo Lâm, trong khi Bích Phương dù đã leo được lên lưng nam diễn viên gốc Đồng Nai vẫn bị quăng quật không thương tiếc. Dù hạ gục hết đối thủ nhưng không có sự giúp sức của các đồng đội, cuối cùng đội Lê Dương Bảo Lâm vẫn phải ngậm ngùi thua cuộc. Rời Bà Nà Hill, các thành viên đến với bãi biển Mỹ Khê cùng nhiệm vụ giải cứu tiên cá. Vào vai tiên cá ở hiệp đầu tiên, một lần nữa Lê Dương Bảo Lâm khiến Thúy Ngân bất lực kêu trời, bị tiên cá lực điện liên tục đẩy xuống nước. Tiếp đó, Isaac, ST Sơn Thạch có màn đấu vật trên biển và kết quả ST Sơn Thạch bị đẩy xuống nước trước trong sự tiếc nuối của đồng đội. Ở một diễn biến khác, người được cho là yếu thế nhất trong thử thách này là Trường Giang lại có màn thể hiện khiến ai cũng bất ngờ. Dùng kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều game show của mình, ông xã Nhã Phương đã thắng cả Lê Dương Bảo Lâm lẫn Isaac mà không dùng đến quá nhiều sức. Cuối ngày, cả gia đình đến với hội chợ với nhiệm vụ tạo nên sân khấu âm nhạc. Như thường lệ, Lê Dương Bảo Lâm không bỏ qua cơ hội giao lưu với bà con nơi đây. Anh kêu gọi fan cổ vũ cho mình cũng như tranh thủ hơn thua với Isaac nhưng lại đành ngậm ngùi khi nhận về câu trả lời Isaac đẹp trai hơn. Thúy Ngân cũng có dịp khoe giọng ca đến với khán giả nhưng phần trình diễn rất nhịp của cô khiến ai nấy đều phải phì cười. Đặc biệt, Bích Phương có màn hội ngộ bất ngờ với fan tại đây. Nữ ca sĩ gặp lại thí sinh trong cuộc thi mà mình làm giám khảo cách đây 7 năm. Không chỉ có màn tay bắt mặt mừng đầy tình cảm, cô còn hứa hẹn sẽ sớm comeback khi nhận được lời nhắn nhủ từ người hâm mộ lâu năm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.